Kính thưa anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Kim Khẩu. Tại sao lại gọi là Thánh Gioan Kim Khẩu? Bởi vì Kim Khẩu có nghĩa là miệng lưỡi của Ngài nói ra những lời vàng ngọc, nói ra những lời có giá trị, những lời rất là quý hóa, cho nên gọi là Kim Khẩu. Chúng ta biết rằng Thánh Gioan Kim Khẩu Ngài đã không sợ đau khổ, không sợ nghèo đói, không sợ ở vấn đề thì bị người ta thù ghét, và Ngài cũng không sợ chết nữa, nhưng Ngài chỉ sợ phạm tội thôi. Vì thế trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài đã sống cuộc đời rất là thánh thiện. Và chính vì sự thánh thiện của Ngài như thế, Ngài đã bị người ta ghen ghét, đặc biệt là những người giàu có đã rất là ghen ghét Ngài. Cho nên người ta, Ngài đã chết trên đường đi lưu đày. Chúng ta thấy như thế. Vì thế chúng ta thấy rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã nói lên 8 mối phúc thật để cho nhân loại chúng ta có thể theo con đường 8 mối phúc thật chúng ta lên trời. Phúc cho chúng ta là những người để chúng ta hay nhảy vui mừng nhảy múa vì phần thưởng của chúng ta ở trên trời. Chúng ta thấy ở trong cái đáp ca, chúng ta có đọc trước cái lời tung hô tin mừng, chúng ta đọc như thế. Và chúng ta thấy rằng Chúa chỉ ra chúng ta thấy như thế này, là những con người chịu đau khổ, chịu bách hại vì lẽ công chính, thì những người đó khi họ trung thành với con đường theo Chúa, trung thành với Chúa, trung thành với lề luật của Chúa, thì những người đó đối với trần gian xem như thất bại rồi. Nhưng thực tế những người đó là những người đã chiến thắng và họ đã được phần thưởng một cách vinh quang ở trên trời. Chúng ta thấy rất rõ trong cái 8 mối phúc thật của Chúa, những cái đoạn cuối cùng như thầy nói như thế. Và chúng ta dừng tới đoạn đó để chúng ta nói về Thánh Gioan Kim Khẩu. Bởi vì trong cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy rằng một cuộc đời sống rất là thánh thiện. Ngài đã được cất nhắc lên là chức giám mục, và Ngài đã chống lại tất cả những cái bè này bè kia, và Ngài đã xây dựng hội thánh của Ngài thật là tốt đẹp. Ngài đã sửa đổi cái hàng tu sĩ, hàng linh mục, và Ngài đã làm cho giáo phận của Ngài trở thành một giáo phận tốt đẹp theo ý của Chúa. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy Ngài gặp rất nhiều sự bách hại vì sự công chính, vì con đường ngay thẳng. Ngài đã bị bách hại, bị người ta thù ghét, người ta căm ghét Ngài bởi vì Ngài chỉ làm những điều tốt mà thôi. Và khi Ngài làm những điều tốt như thế, Ngài bị căm thù và Ngài bị đầy ải đi, đến nỗi Ngài phải chết trên đường đi đầy ải. Chúng ta thấy đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vậy thì trên cuộc sống này, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng sự dữ vẫn hoành hành, và những người công chính là những người đang gặp thử thách trên cuộc hành trình đức tin của họ. Bởi vì họ sống công chính cho nên họ bị người ta ghen ghét, họ bị người ta chê bỏ, người ta khinh bỉ. Nhưng thực tế họ là những con người đã được Thiên Chúa chúc lành, và họ càng bị bách hại bao nhiêu, họ càng bị ghen ghét bao nhiêu, họ càng bị thử thách bao nhiêu, thì Thiên Chúa càng chúc lành cho họ bấy nhiêu, và Thiên Chúa càng đem cho họ ban cho họ sức mạnh để họ chiến thắng những sự ghen ghét, những sự thù hận, và ngay cả cái mạng sống của Ngài khi mà người ta muốn đem họ ra để mà xử tử, bởi vì họ chỉ làm những điều tốt mà thôi. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu được 8 mối phúc thật mà Chúa đã dạy nhân loại chúng ta, để nhân loại chúng ta thực hành 8 mối phúc thật đó, hầu chúng ta có thể tiến bước, tiến về quê trời.
Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse, đặc biệt ngày thứ tư chúng ta kính nhớ thánh cả Giuse, xin thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta vững tin vào Chúa và lời của Chúa ngày hôm nay trong 80 phút thật phải là kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta bước đi trên con đường chúng ta tiến về quê trời. Amen.